Mới đây, một tài khoản đã chia sẻ một đoạn clip ngắn gây tranh cãi dữ dội trên nền tảng kênh TikTok cá nhân. Theo đó, thì đoạn clip ghi lại cảnh một nữ tình nguyện viên đang trong giờ nghỉ ngơi và chờ vào ca. Đáng chú ý là hành động gác chân lên ghế trong lúc lướt xem điện thoại. Trong đoạn clip, thì nữ tình nguyện viên mặc đồ bảo hộ, xoay ghế ngược rồi ngồi tựa lưng vào bàn. Chân phải gác lên phần lưng ghế và lắc lư thư giãn. Đoạn clip đã nhận về rất nhiều những bình luận và tương tác về hành động này. Người cho rằng phút nghỉ ngơi thì làm sao để cho cơ thể cảm thấy thoải mái nhất là được. Số còn lại lại không đồng tình với việc gác chân lên ghế của nữ tình nguyện viên, nhất là khi xung quanh có mặt những đồng đội khác. Trả lời cho một bình luận trái chiều, người đăng đại clip viết: "Tụi em chỉ cần nghỉ ngơi chứ ạ, đôi 3 phút giải lao mới thoải mái tinh thần làm việc thôi." Hiện tại thì đoạn clip vẫn đang nhận được sự chia sẻ và nhận về rất nhiều những bình luận trên mạng xã hội. Các bạn nghĩ sao về hành động trên? Hãy cùng chia sẻ nhé!